Mặt bằng tại điểm quy hoạch NAN.2022.65 có mặt tiền 10m tại ngã ba Tây Hiếu. Nhận diện từ xa tốt, mặt bằng tại khu vực dân cư đông đúc, lưu lượng giao thông qua lại giờ cao điểm lớn, xung quanh mặt bằng là nơi tập trung giao thương của khu vực. Đối diện cổng chợ Quang Tiến có nhiều cửa hàng tạp hóa, sạp buôn bán và nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ.